Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Hình UK Cuộc Sống Anh Quốc. Hôm nay là ngày thứ ba nhà Kim ở Phú Quốc này cô chú anh chị. Well, I want to see more you. Lấy gì ấy? Đấy, để mẹ lấy cho. Đây, cam đúng không? Rồi, let's go. Bánh mì đen này làm từ cái gì mà nó đen vậy em? Dạ, từ bột than tre à. Cái gì? Bột than tre. Bột than tre hả? Dạ, đúng rồi. Chị chưa có ăn bao giờ luôn, chị mới thấy lần đầu luôn. Thì ăn rau được không? Ờ, không, chị không ăn hành đâu. Cái này cắt làm đôi ra được không ta? Rồi, cắt giùm chị ha. Rồi, chị cảm ơn em nha. Bánh mì đen. Honey black bread. Trang thử cho. Kim có bánh ướt hả cô chú anh chị? Ba Kim có rau xà lách nè, bữa nay ba Kim sẽ ăn cái món ăn sáng giống như nước ngoài hả mọi người. Xúc xích thịt xông khói kẹp bánh mì giống như bên Kim hay ăn nè. Rồi, cho ăn thử coi có cảm giác thế nào. Thấy ngon hơn bánh mì thịt Việt Nam không? Không bằng đúng không? Bánh mì thịt Việt Nam có nước chan đồ ăn ngon. Con để cho dễ ngoài đi. Honey, you look like a typical Japanese tourist. You take a picture of every meal. Nó đúng không? Xúc xích lại đây. Chị muốn mấy cái xúc xích? Hả? Một cái thôi đúng không? Xúc xích bò hay xúc xích gà hay xúc xích heo? Xúc xích bò hay heo hay gà? Bò đúng không? Này này đúng không? No cookie. Ok. Rồi chị bưng được không? Nóng không? Để mẹ bưng cho. Nóng hết. Tới Win Wonder này cô chú anh chị. Cái này ở trong đây thì sẽ có thủy cung, rồi công viên nước, rồi công viên trò chơi gì đủ thứ hết trơn hết mọi người. Nắng quá chừng mọi người, hôm nay nắng quá chừng luôn. Ở đây sao thấy không có cây có gì hết trơn rồi, vô trong chắc là hôm nay sẽ là một ngày dân nắng đã luôn. Mình không có nón gì hết trơn á cô chú anh chị. Đẹp quá. Mấy mày đâu? Laser when we go out con. Ở nhà con có mê mày rồi. Giờ xây lên bây giờ nhìn đẹp quá chừng luôn nè. Phía sau là có vòng quay nè. Closed. Wow. Ôi cái nhà này có cổng đẹp quá. Cái nhà này giống cho em bé chứ, cái ghế nhỏ nhỏ này chị ngồi nè. Thành chắc nhà của bảy chú lùng, Bạch Tuyết với bảy chú lùng quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng là 7 cái ghế luôn. Ừ, thấy rồi. Này có nhà bếp nè. Ờ, cái giường. 7 cái giường nhỏ cho 7 chú lùn luôn nè.
2467 là đúng rồi. Đúng rồi. Rồi đi. Đi tiếp chi. Anh đi cha, đi cha. Bắt đầu 6-7 phút. Hello chị Chi. Hello. Xin chào bà cô chú hay con. Xin chào con bà cô chú. Nhà cả nhà Kim đang lên cái xe lửa. Người ta nói là xe lửa hơi nước hả mọi người. Ở bên Western là ở châu Âu đó cô chú anh chị. Ba kia với lại Tony đang ngồi phía dưới rồi. Anh đi. Ba kem ngồi dưới kia. Ở đây xe lửa ra rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ đi ra ngoài. Mình đi ra ngoài phải đi băng qua cái shop nữa. Rồi, let's go con. Đi chi? No honey, she couldn't. I want you. I want you. Rồi, mà chi thế nào bỏ vô đây bỏ cũng chơi. It's good honey, the aircon. Có toilet trong kia kìa, cho đi không? Cá bự nó bay là chơi kìa.
Chị nói chung qua cái đường hầm này, cô chú anh chị, cái này cho em bé là nhỏ xíu à. Thank you.
Tony hôm nay bệnh quá mệt mỏi luôn. Tôm chị ăn ngon không? Để mẹ lọc dùm cho. No, I can't. Hả? I can't. Bên đây hai cha con chị đang ăn mấy món Tây hả cô chú anh chị? Đây. Hai cha con chị ăn món Tây, còn hai cha con của Kim thì ăn món Việt. Ăn cơm nè. Với cái món này là giống mình mua một cái set đó mọi người, thì trong đây có 8 món. Hồi nãy là có tôm chiên với gỏi cuốn rồi, cơm trắng nè, với cá chẽm nướng, thịt bò và có canh chua nữa. Một hồi có món tráng miệng trái cây gì nữa đó mọi người. Đi ăn về tới nhà rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ là buổi tối, hồ bơi có đèn đẹp quá chừng nè mọi người.